Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi. Và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng 0818 60 60 60. Và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng của anh em 0902 060 151, ngân hàng VP Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra, bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân, thủ tục rất dễ dàng. Chỉ cần anh em ghé trực tiếp shop em đem theo căn cước là anh em đã góp được, không thẩm định tài chính và không gọi người thân luôn nha anh em. Và đối với anh em xài thẻ tín dụng thì em có hỗ trợ cho anh em quẹt thẻ thông qua máy MBOX. Quẹt trực tiếp hoặc là online đều được ok hết nha anh em. Ở xa thì em sẽ gửi đường link cho anh em, rồi anh em điền thông tin của thẻ tín dụng vào, sau đó quẹt thẻ thì thành công, em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em kiểm tra hàng rồi anh em mới nhận máy nha. Rồi đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là chế độ bảo hành, chương trình trả góp và miễn phí ship toàn quốc. Mỗi ngày Hồng Phúc Mobile đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Anh em nào có đam mê công nghệ mà xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em được dễ dàng nha. Thì đầu clip hôm nay em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone bên em hiện có, sau đó sẽ tới phần Android và Samsung nha. Anh em có muốn mua Samsung và những con máy Android thì có thể tua qua đoạn đầu để xem đoạn sau cho nó tiết kiệm thời gian nha anh em. Cái đầu tiên là em lên cho anh em một con iPad cực kỳ đẹp luôn em ơi. Đây là con iPad Pro 2020 11 inch nha anh em. Và con này thì có xài SIM 5G và bộ nhớ trong là 128GB. Con này là iPad Pro 11 inch bản 2020 nha anh em. Ngoại hình thì quá là đẹp luôn anh em ơi. Đẹp keng sờ beng luôn nha. Đẹp 99% luôn. Đó, nhâm siêu nhẹ theo thời gian. Không có đáng kể lắm và không có bị cấn, không có mớp gì hết anh em. Cái này thì em thu lại của khách quen, xài phải nói là quá kỹ luôn. Màn hình đang có miếng dán đầy đủ hết rồi. Và có thêm một cái bao da xịn nữa nha anh em. Đó, em sẽ tặng thêm cho anh em cái bao da và thêm một cái ốp lưng nữa nha. Đi vào chi tiết con này thì iPad thì cũng không có gì để review luôn em ơi. Em chỉ review cho anh em xem cái ngoại hình và phần giới thiệu. Đây, phiên bản này là bản LLA quốc tế Mỹ iPad Pro 11 inch thế hệ thứ 2 nha anh em. Bản 2020 128GB. Và bản này thì có xài SIM 4G nha. Đó, dòng iPad thì anh em có thể dùng để SIM, xài SIM 4G hoặc là 5G. Mình không có thể nghe nào nghe gọi được qua SIM nha anh em. Đó, mình có thể nghe gọi qua cái phần Zalo hoặc là những cái app hỗ trợ. Không gọi trực tiếp giống như là điện thoại được nha anh em. Con này là iPad Pro. Nói chung là con iPad thì nó cực kỳ là chất lượng rồi, cực kỳ là mạnh mẽ. Âm thanh siêu hay và 4 loa rất là to luôn nha anh em. Cuối cùng là mức giá cho một con iPad siêu đẹp này, 13.600.000 nha anh em. Giá 13.600.000 tặng thêm bao da và sạc cáp nha. Đó, em chỉ có đúng một cây thôi. Anh em nào yêu thích dòng iPad thì có thể chốt con máy này, chụp lại màn hình và gửi vào Zalo. Số em có chạy trong màn hình đây nha anh em. 0902 060 151. Rồi, tiếp theo thì hôm nay em có về được một lô iPhone SE 2020. Đó, dòng này thì cực kỳ là mạnh mẽ anh em ơi. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Lô này thì em về được 3 màu thôi. Đó, màu đen nè, màu trắng và màu đỏ. Ngoại hình lô này thì phải nói là siêu đẹp và siêu nét. Tất cả những con máy em về hôm nay đều nguyên zin 100% nguyên bản luôn nha anh em. Đó, zin kể cả cục pin luôn. Toàn bộ những cái lô này thì pin rất là cao nha anh em. Như con trắng này pin 98%. Đó, con màu đen thì pin 100% luôn em. Và con màu đỏ này thì pin 87%. Đó, đây là iPhone SE 2020 nha. Nhỏ gọn, ngoại hình thì của con iPhone 8, nhưng mà bên trong nội công của nó là con iPhone 11 Pro Max nha anh em. Cấu hình cực mạnh luôn. Đây, SE 2020. Bản bộ nhớ 64GB. Và đặc biệt hơn nữa, bản này anh em dùng được 2 SIM nha anh em.
một sim vật lý và một eSIM. Con này thì thích hợp cho những anh em nào mà chạy xe nghe gọi thường xuyên thì mình có thể chốt ngay con này, nhỏ gọn nhưng mà cấu hình cực kỳ cao nha anh em. Như con màu đen này benzin luôn nè, 100%. Nó toàn bộ cái lô này em về thì ngoại hình quá đẹp và quá nét luôn em ơi. Đẹp gần như là 99% luôn nha. Nó không có bị trầy xước hay là phẩy gì hết. Đặc biệt pin rất là cao. Đó, iPhone SE 2020. Em về được có mấy cây thôi anh em, tầm khoảng 6-7 cây thôi. Và mức giá em bán cho anh em lô này bằng giá với nhau luôn, 3.550.000 nha anh em. Giá 3.550. Tặng thêm cho anh em sạc cấp 20W, sạc cực kỳ là nhanh nha. Dòng này thì em không có ốp lưng và cường lực, thì mấy cái đó thì anh em trang bị giúp em nha. Em chỉ tặng máy và sạc cáp thôi. Và bảo hành cho anh em 3 tháng miễn phí ship tận nhà. 3.550.000 cho con SE 2020. Đó, anh em yêu thích cái mẫu nhỏ gọn và có nút home vật lý và có xài vân tay thì anh em chốt ngay dòng này nha. Em chỉ về được có mấy cây thôi. Đó, nguyên zin 100% luôn em. Chu tông này kia nọ đầy đủ nha. 3.550, ba màu sắc thì quá là đẹp luôn em ơi. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên một con để anh em chữa cháy tiếp theo. Đó là con iPhone 12 mini, bộ nhớ 128GB, màu xanh. Con này thì em thu lại của một bác ở nhà bè. Đó, ngoại hình bác xài thì nói chung cũng không có giữ gìn lắm. Nói chung ngoại hình con này thì không có được đẹp nha em. Em tính là ngoại hình xấu. Đó, sườn nó có bị trầy xước và phe phẩy như thế này. Đó, anh em dùng mua thêm một cái ốp lưng nữa là xài ngon lành. Con này thì màn hình lại đẹp. Đó, anh em chỉ trang bị thêm một cái ốp lưng nữa là dùng thoải mái luôn nha. Con này thì cũng nhỏ gọn. Đó, thích hợp những anh em nào mà thích nghe gọi chạy xe này kia nọ là quá ngon luôn nha anh em. Làm công trình, công trường, ok. Cấu hình thì rất mạnh. 12 mini, bộ nhớ 128GB. Con này thì phiên bản Hàn Quốc đem về. Bản quốc tế nha anh em, dùng được một sim vật lý và một eSIM giống hệt như con SE 2020 vừa rồi. Pin zin còn được 82%. Đầy đủ hết tất cả các chức năng. Đó, ngoài hình con này thì kính đẹp, vỏ xấu nha anh em. 5.300.000 cho một siêu phẩm nhỏ gọn, cấu hình cực kỳ cao. Đây là con iPhone 11 thường, bộ nhớ 64GB. Con này thì màu xanh mai, ngoại hình đẹp 97-98%. Đó, sườn thì có phe phẩy nhẹ như thế này, không đáng kể lắm nha. Con này thì là cũng là vỏ zin. Tình trạng con này là màn hình zin nó bị lót, đốm lót một tí. Đây, do là màn hình LCD thì rất là nhiều con máy nó bị lót như thế này. Không ảnh hưởng gì tới phần cảm ứng nha anh em. Chỉ nó xấu hơi xấu phần hiển thị một tí thôi. Nhưng mà anh em có thể chuyển sang nền đen để che đi cái khuyết điểm đó nha. Đó, anh em bật nền đen lên là xài vô tư luôn rồi, không có thấy gì hết nha anh em. Phiên bản VNA chính hãng Việt Nam và pin thì đã được thay new 100%. Không sàn cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Bao anh em xài là khá là trâu bò nha anh em. Một vật lý và một eSIM. Giá thành thì chữa cháy thôi, 5.000.000 cho con iPhone 11 thường nha anh em. Con này thì em giảm luôn cho anh em 300k đi, 4.700.000 giống như ngày hôm qua em bán. Thì hôm nay thì em không còn có chương trình giảm giá 300.000 trên một máy nữa, mong anh em thông cảm nha. Và cũng nhân đây em cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ cho bên em rất là nhiều trong cái khoảng thời gian mà em đã khuyến mãi giảm giá 300k nhân ngày lễ Quốc Khánh, lễ rất là lớn của Việt Nam ngày 2 tháng 9 nha anh em. Và hôm nay thì là ngày 4 tháng 9, em hết chương trình đó rồi, em quay trở lại bán giá bình thường. Do con này nó bị lót màn chút xíu cho nên em thanh lý cho anh em 4.700k nha. Tiếp tục thì em lên một cây iPhone 12 Pro 512GB, bộ nhớ khủng long, 92% pin. Con này thì em còn đúng một cây duy nhất thôi, hôm trước em về cũng được 4-5 cây, anh em đã mua hết rồi, em còn sót lại con này. Lý do con này sót lại là do khách chờ khách chốt, nhưng mà cuối cùng thì khách mua giùm anh em. Đó, khách mua giùm bạn, nhưng mà bạn không có mua nữa, cho nên em quay để bán lại cho anh em đây. Đó, những cây pin mà 86-87 thì anh em đã chốt hết rồi. Còn cây này pin zin cao 92% nha anh em. Ngoại hình con này thì còn khá đẹp, tầm khoảng 97-98%. Đó, sườn nó có xước dăm li ti như thế này, không cấn không móp nha. Bộ nhớ khủng long, 10.300.000 cho con iPhone 12 Pro. Bộ nhớ khủng long 512GB nha anh em. Đây là phiên bản LLA quốc tế Mỹ, pin báo màn hình báo linh kiện Apple chính hãng. Đó, con này thì được hãng nó thay vào tháng 11, 8 tháng 11 năm 2022 nha anh em. Đó, màn này là vẫn là màn hình zin của Apple. Bao cho anh em là màn zin, men zin và vỏ zin nha. 10.300.000. Tiếp theo em lên cho anh em dòng iPhone XS 64GB, phiên bản nhỏ gọn.
đó, camera dọc và màn hình tai thỏ. Thì phiên bản này anh em dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Hôm qua em về rất là nhiều, được anh em ủng hộ khá là nhiều, em còn được có 3 cây thôi anh em. Ngoại hình đây 97-98%, sườn nó có bị lầm dầm xước xước như thế này, đó hơi bị chốc sơn, nó phai sơn ngay chỗ cái chui sạc. Được cái là những con máy này nó không có bị cấn, không có bị móp gì hết anh em. Đó, rất là liền lạc, kính đẹp và lưng đẹp nha. Con này viền hơi xấu, thiếu sót xíu thôi. Pin zin anh em về gắn SIM là xài luôn, 84%, 88% và 89%. Đây là những cục pin zin máy anh em chứ không phải là pin thay nha. Nguyên zin, cái lô này em về thì cực kỳ là chất luôn em. Ngoại hình thì cũng không có đẹp lắm thôi, cho nên mức giá thì cũng khá tốt. Phiên bản LLA quốc tế Mỹ XS64GB, con này nó báo pin linh kiện Apple chính hãng nha. Đó, dùng được 2 SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Đây, pin rất cao luôn em, 90% luôn. Trên đây ghi 89 nhưng mà thực chất nó pin nó 90 nha. Thì có thể xây xích 1-2%, cũng không đáng kể lắm. 4,4 triệu cho dòng XS64GB, nhỏ gọn, cấu hình cao, dùng được 2 SIM nha anh em. Rồi, cao hơn đời một tí thì em sẽ giới thiệu anh em dòng iPhone 11 Pro Max phiên bản 2 SIM vật lý ZA 64GB. Con này em thanh lý chỉ có 7,3 triệu thôi anh em. Ngoại hình thì tàn phai theo năm tháng. Đó, sườn nó có phe phẩy như thế này, tầm khoảng 95% thôi. Đó, sườn nó bị phe phẩy phớt phớt nhẹ nhẹ như thế này, không cấn không móp nha anh em. Lưng lại đẹp. Đó, và con này thì cái màn hình nó hơi bị xước nhiều. Đây, đây em quay cho anh em xem cái màn hình xước nè. Đó, nó xước khá là nhiều ở mép trên đây nha. Cái này là dơ thôi anh em ơi, chứ không phải là nó bị gì nha. Này là dơ thôi. Đó, màn hình nó cũng bị xước luôn. Nói chung con này là màn xước, vỏ tầm khoảng 95-96%. Lưng thì lưng zin. Con này đương nhiên là nguyên zin 100% nha anh em. Em thu lại của khách quen lên đời. Pin zin còn được 82%. Đó, con này thì phiên bản Hồng Kông nha. 2 SIM một lý, anh em gắn cả 2 SIM vào sử dụng rất là tiện lợi. Em chỉ có đúng một cây duy nhất thôi anh em. 7,3 triệu cho phiên bản 2 SIM vật lý, chữa cháy là quá ngon luôn nha. Rồi cao đời hơn một tí thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 13 thường, bộ nhớ 128 và 256GB nha anh em. Đó, em còn được có 3 màu thôi, màu đen, màu đỏ và màu xanh. Em review trước cho anh em con 128GB, ngoại hình thì tầm khoảng 98%, sườn lấm tấm li ti, không cấn không móp nha. Cây này thì em bán cho khách xài cũng rất lâu rồi. Đó, khách muốn nâng đời lên con 256 thì em mới vừa thu lại đây anh em. Pin zin 83%. Và mức giá thì em vẫn bán như cũ thôi, 9,9 triệu. Đó, bản LLA quốc tế Mỹ, một SIM vật lý, một eSIM. 128GB em bán là 9,9 triệu nha. Còn em muốn xài bộ nhớ nhiều hơn thì bản 256 em bán cao hơn đúng 1 triệu đồng, 10,9 triệu nha anh em. 13 thường 256GB. Đó, ngoại hình của ba con này tương tự với nhau, tầm khoảng 97-98%. Không cấn không móp, nó chỉ nhâm lơi ti nhẹ nhẹ như thế này. Đó, nói đây là những con máy mà nguyên zin 100%. Chưa từng sửa chữa gì hết nha anh em. Pin lần lượt là 86 và 87%. Đó, phiên bản quốc tế nha anh em. Đó, quốc tế Mỹ có anten đây. 3 màu đen, xanh, đỏ. 10,900 cho iPhone 13 thường. Bộ nhớ cao nha, 256GB. Tiếp theo em sẽ lên cho anh em dòng 13 và 14 Pro Max nha. 13 Pro Max thì em còn được đúng có một cây thôi, bộ nhớ 1TB là 1024GB màu gold. Ngoại hình con này thì cực kỳ đẹp và rất chất anh em, 99% luôn. Nó không có bị trầy xước hay là cứng móp gì hết. Đây là một siêu phẩm khủng long, rất là lâu em mới có được một cây thôi anh em. Mức giá thì nó cũng hơi chát một tí, 17,900K nha. Em có đúng một cây thôi, em sẽ giảm theo anh em trong như ngày hôm qua luôn. 17,600K cho con này nha, em giảm luôn 300K. Đây là phiên bản VNA chính hãng Việt Nam, bộ nhớ 1TB, một SIM vật lý và một eSIM. Pin thì đã được thay new 100%. Có sàn cổ cấp cho nên vẫn có dung lượng pin trong phần cài đặt bình thường nha. 17,600K. Tiếp theo em sẽ review cho anh em lô S14 Pro Max 3 phiên bản anh em. 256, 512 và 128GB. Em review trước cho anh em một cặp 256. Cây màu vàng này là phiên bản Hồng Kông, 2 SIM vật lý, pin zin cao 93%. Em lên với giá là 21,500K. Đó, anh em muốn xài một con máy iPhone mà dùng được 2 SIM vật lý thì chốt ngay con này nha anh em. Màu gold siêu đẹp, ngoại hình đẹp tầm khoảng trên 98%.
sườn nhâm rất nhẹ theo thời gian, không cấn không mốc. Và cây này thì cũng là máy bên em bán ra, em mới vừa thu lại để khách lên đời con 15 Pro Max Silver. Phiên bản này là phiên bản 2 sim vật lý nha, anh em gắn cả 2 sim vào chiến đấu luôn, rất tiện lợi. Đó, chỉ có bản Hồng Kông mới dùng được 2 sim thôi anh em, và bản Trung Quốc CHA. Mà bản này là bản của Hồng Kông nha, 9 triệu 93% pin và mức giá 21 triệu 500 nghìn. Còn cây màu tím cũng là bản 256GB nhưng mà là hàng chính hãng Việt Nam, VNA. Ngoại hình thì con này thì cũng tương tự như con vừa rồi. Nó không cấn không mốc, sườn nó bị nhâm đi ti chút xíu siêu ở dưới đít thân em. Còn lại đẹp, không cấn không mốc, màn hình đẹp keng. Bản Việt Nam thì dùng được 2 sim luôn em, một vật lý và một eSIM. Pin con này còn được 83%. Pin thì cũng khá là trâu bò nha. Anh em xài chán mình đi thay cùng pin mới xài tiếp tục thôi. Pin này thì gần như là cả ngày vô tư luôn nha em. 21 triệu 300 nghìn, rẻ hơn 200k so với bản Hồng Kông nha. Còn bản 512GB quốc tế Mỹ thì em còn được đúng một cặp màu gold và màu đen. Pin lần lượt là 87 và 85%. Mức giá em lên cặp này bằng giá luôn em, 21 triệu 300 nghìn cho siêu phẩm bộ nhớ khủng long 512GB. Và phiên bản quốc tế Mỹ anh em chỉ dùng được eSIM thôi, không có chỗ để SIM vật lý nha anh em. Đó, ngoại hình cặp này thì khá là đẹp, 98 hơn, không có bị cấn, không có mớp nha anh em. 512GB, bộ nhớ là thật sự rất là khủng long luôn, thích hợp cho những anh em nào mà lưu trữ bộ nhớ nhiều. 21 triệu 300k thôi anh em. Đó, em bán bằng giá với con 256GB thôi, rất là ok nha. Em còn được đúng hai màu, anh em chốt thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em nha. Còn em muốn tiết kiệm thì em còn được đúng một cây 14 Pro Max màu gold, màu tím anh em. Con này thì bản Mỹ luôn, 128GB, ngoại hình 98%. Sườn nó có bị phẩy một vết ở dưới đây, đó, nó xước bị xước ngay chỗ cái mép trên nè. Còn lại là đẹp hết, không có bị cấn gì nặng hết anh em. 128GB, và con này thì pin rất là cao luôn. Pin hình như là 91% luôn em. Đây, pin này xài quá là trâu bò, cả ngày thoải mái nha. 18 triệu 800 cho phiên bản 128GB quốc tế Mỹ nha anh em. Cao đời hơn một tí thì em cũng còn được một cây 15 Pro phiên bản quốc chính hãng Việt Nam, màu blue nha anh em. Ngoại hình thì không có gì để chê rồi, đẹp keng 99%. Và con này là phiên bản xuất từ FPT Shop cho nên còn bảo hành quá là dài luôn anh em, tới ngày 15 tháng 8 2025. Pin sạc 35 lần và đẹp còn được 99%. Đó, phiên bản Việt Nam thì dùng được một sim vật lý và một eSIM nha. Đây là phiên bản demo của FPT. Đó, hàng trưng bày của FPT nha anh em. Đó, nguyên zin 100%, được bảo hành toàn quốc tại FPT Shop. 21 triệu 200 nghìn nha anh em. Đó, giá 212. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em những dòng máy Android và Samsung bên em thì có nha. Đầu tiên thì em lên một cây để anh em chữa cháy, màu sắc rất là đẹp luôn em. Đây là một thương hiệu đến từ Xiaomi, Redmi 12 nha. 2 sim vật lý, RAM 8GB và bộ nhớ là 128 nha anh em. Ngoại hình quá đẹp và quá nét, đây là phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Có sẵn tiếng Việt và sẽ play. Em lên chữa cháy cho anh em 2 triệu 900 nghìn cho con Xiaomi Redmi 12 nha anh em. Cây này thì em thu lại của khách để giao lưu lên đời và em bán tiếp tục cho anh em. Chất lượng thì cực kỳ là đảm bảo nha, bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng. Xiaomi Redmi 12, bộ nhớ trong 128GB. Con này RAM lên đến 8GB nha anh em, cộng thêm 4GB RAM mở rộng nữa. Chữa cháy quá ngon luôn, pin dòng này thì cực kỳ là trâu nha, chân sạc Type C. Camera cũng khá là đẹp. 2 triệu 900 cho con Xiaomi nha. Tiếp theo là em lên một cây siêu phẩm camera của Google. Đây là con Pixel 8 Pro nha anh em. Màu đen rất là đẹp anh em ơi. Con này thì ngoại hình đẹp nét 99%. Đó, cây này thì em thu lại của khách đổi qua con dòng 12 Pro 512 nè anh em. Khách xài lướt thôi. Ngoại hình thì quá đẹp và quá nét. Với mức giá cho một em siêu camera cực kỳ to này, 11 triệu 800 nha anh em. Đây là siêu phẩm đến từ Google, Pixel 8 Pro nha anh em. Đây. Đó, bản quốc tế chuẩn luôn. Dùng được 2 sim nha anh em, một sim vật lý và một eSIM. Con này thì RAM 12GB và bộ nhớ trong là 128 nha. Thế mạnh nhất của con này nằm ở cái camera. Đây, em chỉnh sơ qua cái cam cho anh em xem nè. Đó, nó có chức năng chỉnh số ảnh bằng AI cho nên siêu đẹp và siêu nét. Đó, anh em có thể trải nghiệm con này. Về camera thì không có gì để bàn luôn em, rất là nhiều chức năng hay ho liên quan đến camera nha. Mượt mà,
Con này thì dùng ROM gốc của Google, cho nên phải nói là siêu mượt, tần số quét 120Hz. Màn hình hiển thị cực kỳ đẹp và sắc nét anh em. Dùng được 2 SIM tiện lợi nha. 11 triệu 8 cho con Pixel 8 Pro nha anh em. Rồi tiếp tục thì em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy S22 Ultra. Một cây thì phiên bản chính hãng Việt Nam và một cây bản Hàn Quốc nha anh em. Cây 256GB hàng Việt Nam màu đen. Con này thì ngoại hình nó sườn nó bị phẩy cứng, khá là xấu, tầm khoảng 95% thôi. Cho nên em thanh lý cho anh em chỉ có 10 triệu 900 nghìn là anh em sở hữu được một con máy 256GB phiên bản Việt Nam. Sau đây là toàn bộ cái ngoại hình của con này. Đó, cây này em thu lại của khách anh em. Cho nên khách không có dùng ốp lưng, cho nên nó hơi bị sườn trầy xước và phẩy khá nhiều. Màn hình thì đẹp nha, màn đẹp nè, lưng đẹp. Rồi em quay cho anh em tới cái phần sườn đây anh em. Đó, sườn này thì nó có phe phẩy và có cấn nữa nha. Nói chung con này thì không có được đẹp, sườn cấn xấu. Đó, nó cấn phẩy nhẹ nhẹ như thế này. Đó, cho nên mức giá thì cực kỳ là tốt so với một con máy đẹp giống như ngày hôm qua em bán anh em. Máy đẹp 9899 hôm qua em bán là 12 triệu 8. Em có về được một cặp mà anh em đã chốt xong hết rồi. Hôm nay về được một cây. Cũng là bản Việt Nam nha, 12 256GB. Con này Việt Nam cho nên dùng được 2 SIM vật lý, pin 5000 và có chức năng ghi âm cuộc gọi nha anh em. Đây. Đó, em về được đúng một cây thôi. Em thu lại của khách giá tốt thì em bán cho anh em giá ok luôn nha. Rẻ hơn gần 2 triệu so với máy đẹp 99%. Nó có Bullet Band. Đó, anh em nào không quan tâm ngoại hình mà muốn xài 2 SIM tiện lợi có ghi âm thì chốt ngay con này nha. Mức giá thì rẻ gần như là bản 128GB của Việt Nam thôi. 10 triệu 900k nha anh em. Còn cây màu đỏ đô thì em còn được đúng một cây phiên bản Hàn Quốc. Ngoại hình con này thì còn khá nét, 98-99% luôn em. Sườn thì nó nhâm li ti siêu nhẹ theo thời gian, không cấn không mớp. Anh em nào khắc khe thì con này đẹp chuẩn 98%. Đó, màn hình thì đang có miếng dán cường lực sẵn rồi. Anh em về chỉ gắn SIM là xài thôi. Phiên bản Hàn Quốc thì nó cũng tương tự như là bản Việt Nam, cũng có ghi âm cuộc gọi và dùng được có một SIM thôi. Đó, bản Việt Nam thì 2 SIM. Đó là sự khác biệt của hai bản. Và cũng đều bản hàng thì cũng đều có là chức năng ghi âm cuộc gọi nha nè. Đó, đầy đủ giống hệt như là bản Việt Nam thôi. Đó, em bật sẵn luôn cho anh em nè. Anh em có thể nghe được những cuộc gọi mà trước đó mình đã thực hiện nha. Mức giá thì khá tốt, 11 triệu 500k cho phiên bản bộ nhớ khủng long 512 nha. Còn anh em muốn xài phiên bản Mỹ mà bộ nhớ 512 thì em cũng còn được đúng một cây. Màu đen, ngoại hình đẹp play new như là một cây máy mới. Bởi vì con này đã được hãng thay màn niêu khung rồi nha. Đó, lưng đẹp keng. Nói chung con này thì không một tì vết luôn em. Còn cả siêu viền của hãng nha. Thậm chí còn cả miếng dán zin của hãng luôn nè. Đó, anh em lột ra sang cái màn siêu đẹp, không một tì vết luôn. Con này thì phải nói là cực kỳ là chất nha nè. Bản bộ nhớ 512GB, RAM 12. Dùng được 2 SIM luôn. Một vật lý và một eSIM. Con này thì em có tặng cho anh em một cái bóc kèm theo để cho nó đẹp. Và mức giá em bán 12 triệu 900k cho phiên bản bộ nhớ khủng long 512GB nha anh em. Em chỉ còn được đúng có một cây thôi. Đó, anh em chốt thì chụp lại màn hình gửi vào Zalo giúp em nha. Tiếp theo em lên cho anh em dòng S21 FE. Đó, phiên bản chính hãng Việt Nam. Em có được hai phiên bản bộ nhớ 128GB và 256. Bản 256 em có được hai màu, màu trắng và màu tím nha anh em. Mức giá em bán là 6 triệu 100 nghìn. Đó, cặp này thì ngoại hình không có gì để chê luôn em ơi, 99%. Còn cả siêu zin của mạng luôn nha. Đây, siêu viền này là siêu vin, siêu zin của hãng chứ không phải là người dùng dán lên nha anh em. Đó, màn hình này là màn hình new, thay hãng thay new khung, cho nên chất lượng thì cực kỳ là đảm bảo cho anh em. Bảo hành phần mềm, phần cứng và bảo hành cả màn hình luôn cho anh em 3 tháng nha. Hai SIM vật lý, RAM 8GB và bộ nhớ trong 256. Phiên bản Việt Nam dùng được 2 SIM vật lý nha anh em. Con này để coi pin nó là bao nhiêu anh em. Pin hình như là 4500mAh. RAM 8, bộ nhớ 256. Tần số quét màn hình 120Hz và có ghi âm luôn nha. 6 triệu 100 cho bản 256. Và bản 128 thì em chỉ còn đúng một cây màu đen thôi. Đó, mấy cây màu xanh, màu tím thì khách đã chốt hết rồi anh em. Còn được đúng một cây màu đen này. Và cây này là cây cuối cùng trong lô vừa rồi em nhập. Ngoại hình đẹp nét, không có điểm nào để chê. 99%. RAM 8GB, bộ nhớ 128. Màn hình đẹp long lanh luôn nha anh em, không có bị ám ố hay là lưu ảnh, cực kỳ là chất lượng. Có ghi âm luôn, 5.600.000 cho S21 FE nha.
Còn anh em muốn xài phiên bản nắp gập thì em có được 3 cây nắp gập đây anh em, đến từ thương hiệu Samsung và Oppo. Cây này là con Oppo N2 Flip phiên bản chính hãng Việt Nam. Hai sim vật lý màu tím, ngoại hình đẹp play new xuất sắc, không một tì vết luôn em. Đó rất là đẹp nha. Và bản Oppo thì anh em dùng được hai sim vật lý tiện lợi vô cùng luôn. RAM 8, bộ nhớ 256GB, có thêm một cái màn hình phụ ở ngoài. Và mức giá 8.700.000 nha anh em. Con này thì có box zin kèm theo máy, có thêm một cái ốp lưng nữa nha. 8.700.000 cho Oppo N2 Flip. Còn một cặp Z Flip 4 và Z Flip 5 này thì đều là phiên bản, một cây phiên bản Hàn và một cây phiên bản Việt Nam anh em. Cây Z Flip 4 bản Hàn thì bộ nhớ 256 và RAM sẽ là 8GB. Ngoại hình đẹp keng span luôn, 99%. RAM 8GB, bộ nhớ 256 nha anh em. Dùng được hai sim, một vật lý và một eSIM. Đó, dòng này thì không có xài được hai sim vật lý nha anh em. RAM 8, bộ nhớ 256, con này chạy chip Snapdragon 8 Gen 1. Đây, một vật lý và một eSIM. Pin con này dung lượng 3.700 mAh, Samsung Z Flip 4 phiên bản Hàn Quốc nha anh em. Mức giá thì 6.800.000 cho bản bộ nhớ cao màu xanh rất là đẹp nha. Đó, 6.800.000. Còn phiên bản Z Flip 5 hàng chính hãng Việt Nam, em còn được một cây màu xanh mai. Con này thì còn bảo hành cây cộng cho tới cuối năm tháng 12/2024. RAM 8GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB nha anh em. 11.500.000 cho siêu phẩm Z Flip 5 của Samsung nha, rất là đẹp luôn đẹp. Nó camera dọc nè, và đây là cái màn hình nó to như thế này, do là hết pin rồi em không quay được cho anh em. Màn hình rất là to nha, phiên bản này thì màn hình ngoài nó to hơn là bản của Z Flip 4 khá là nhiều luôn em. Rồi xong phần Samsung nắp gập thì em tiếp tục em lên cho anh em dòng Samsung Galaxy M33 và M53 để anh em chữa trái nha. Đó, em có được khá là nhiều màu. Bản M53 thì em bán với giá là 4.000.000 đồng. RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Những con máy này thì siêu phẩm, chữa cháy pin rất là trâu bò, em về rất là nhiều luôn em. Đó, em còn khoảng gần 10 cây thôi là đã hết trong cái lô vừa rồi. Em review trước cho anh em lô M53 5G. Đây là một cặp máy được xách tay từ Hàn Quốc về, màu đen và màu trắng nha anh em. Ngoại hình đẹp 98-99%. Đó, những con máy này thì anh em chữa cháy là vô đổi luôn, rất là mạnh mẽ. Tần số quét rất cao, 120Hz. Đặc biệt nó có thêm cái jack tai nghe 3.5. Đó, cái jack tai nghe này thì có nhiều anh em tìm kiếm mà lúc nhiều khi mình tìm mà không có anh em. Nó dòng này thì được trang bị thêm cái jack tai nghe. À, em review nhầm anh em ơi, cái jack tai nghe thì là M33 nha. Còn M53 thì nó sẽ không có cái jack tai nghe nha anh em. Em review nhầm. Và mức giá em bán là 4.000.000 đồng cho siêu phẩm M53 5G phiên bản Hàn Quốc. Con này gọi là Quantum 3 nha. Đó, Quantum 3 Hàn Quốc, bản Việt Nam thì nó sẽ gọi là M53. Mức giá thì em bán chỉ có 4.000.000 thôi anh em. Còn bản M33 thì mức giá nó rẻ hơn đúng 1.000.000 đồng anh em ơi. Đó, chỉ có 3.000.000 thôi là anh em sở hữu một con máy chữa cháy cực kỳ là đẳng cấp, pin 5.000 mAh, rất là trâu bò, ngoại hình đẹp 98-99% luôn em. Đó, M33 thì nó sẽ có cái jack tai nghe 3.5 nha, M53 thì nó sẽ không có. Nó vân tay này kia nọ đầy đủ, tần số quét cao 120Hz và cấu hình của con này RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128 nha em. Pin thì 5000 khỏi phải bàn rồi. Tần số quét cao 120Hz. Cái bản M33 thì cái màn hình của nó hiển thị được thiết kế với hình giọt nước nha anh em. Còn cái kia thì màn hình đục lỗ, nói chung cũng có sự khác biệt, cũng không có quá lớn. Và 4 camera sau, chụp hình rất đẹp. Mức giá cho con máy chữa cháy siêu đẳng cấp luôn anh em, 3.000.000 đồng. Còn máy này thì anh em dùng làm chữa cháy máy phụ, thậm chí là làm máy chính cũng đều ok nha. Tác vụ, mọi tác vụ thông thường, Zalo, Facebook đều rất trơn tru. Nói chung không có giật lăn gì hết anh em. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em dòng S23 Ultra với phiên bản Việt Nam và Hàn Quốc nha anh em. Đó, em có được hai màu thôi. Đó, màu đen và màu kem. Cây này là con hàng chính hãng Việt Nam, dùng được hai sim vật lý. Ngoại hình con này đẹp phẩy nha anh em. Sườn nó có phẩy 1-2 vết ở sườn, đang có dán cường lực. Nè, rồi dán keo nguyên cây luôn, anh em về chỉ gắn sim là xài thôi. Con này nó phẩy đúng một chỗ này. Đó, nó bị phớt gốc ngay chỗ này, không có cấn mớp gì nặng nha anh em.
chỉ bị phớt đúng một góc ở góc này thôi. Hôm nay em sẽ thanh lý luôn cho anh em. Hai SIM vật lý RAM 8GB và bộ nhớ là 256 phiên bản Việt Nam nha. Mức giá hôm nay em bán chỉ còn có 14.900.000 thôi. Đây là mức giá cực kỳ tốt cho siêu phẩm năm 2023 nha. Chạy chip Snapdragon 8 Gen 2, hàng Việt Nam nha anh em. Còn bản Hàn Quốc RAM 12GB, bộ nhớ 256 thì em sẽ bán cho anh em với giá 15.900.000. Ở mức giá này thì khá tốt cho một con máy cực kỳ là chất lượng, RAM 12GB, bộ nhớ 256 nha anh em. Ngoại hình cặp này thì còn quá ổn luôn, 98-99%. Đó, phe phải nhẹ theo thời gian, không có bị cấn, không có mấp. Anh em dễ tính thì 99% luôn. Phiên bản Hàn Quốc thì RAM sẽ là 12GB nha anh em, cao hơn bản Việt Nam, cho nên giá thành nó mắc hơn chút đỉnh nha anh em. Mắc hơn đúng 1 triệu luôn, 14.9 và 15.900.000. Anh em dùng được 2 SIM, 1 vật lý và 1 e SIM. Có ghi âm rất là tiện lợi nha. Đó, giá hôm nay chỉ còn có 15.9 thôi anh em. Còn em còn được đúng một cây 512GB thì em thanh lý tiếp tục 16.200.000. Con này thì ngoại hình đẹp 97%. Sườn nó có bị phẩy đúng một góc ngay chỗ này. Đó, phẩy đúng một góc chỗ này thôi, không có ảnh hưởng gì tới phần màn hình nha. Con này thì cũng đang được dán cường lực rồi, anh em chỉ về gắn SIM là xài thôi. Còn lại là đẹp hết. Cây này thì cũng là máy bên em bán ra và khách lên đời con ngày 24 Ultra, cho nên em mới vừa thu lại đây anh em. 16.200 cho bộ nhớ siêu khủng long, RAM 12, bộ nhớ 512GB. Rất là chất lượng nha anh em. Đó, 16.200. Tặng thêm sạc cáp và ốp lưng, đồng thời miễn phí ship cho anh em. Và bên em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng nha. Rồi, clip thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em xem clip này, ưng ý con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em. 0902 060 151 để chốt máy nha. Và bên em sẽ miễn phí ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng được kiểm tra máy ưng ý giống như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán số tiền còn lại cho shipper. Đương nhiên phải có cọc em mới ship nha anh em. Máy dưới 10 triệu thì em nhận cọc là 300 và máy trên 10 triệu thì em nhận cọc là 500.000 nha. Chế độ bảo hành cho anh em 3 tháng. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã xem clip của Hồng Phúc Mobile nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.